Dạ vâng, em Tuấn ô tô Quốc Phòng xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Chào mừng toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của Tuấn đến từ Hải Phòng. Vâng, hôm nay thì em cập nhật báo giá tình hình cho quý anh chị các bạn tham khảo mẫu Chevrolet Cruze được sản xuất vào năm 2014. Cái dòng Chevrolet Cruze này thì cuối 2010 thì bắt đầu đổ lên Chevrolet Cruze các bác nhé. Còn đâu ở trước đó thì nó là Daewoo Lacity. Đấy, bản SE hay là bản CX ấy đều là thằng đàn anh của thằng Lacity, à thằng Chevrolet Cruze các bác nhá. Đấy, thì em này được sơn xi màu tổng thể em nó thì các bác thể quan sát trên màn hình đó ạ. Nó mang nước sơn màu vàng cát rất là đẹp luôn, sơn xi bóng bẩy không có chỗ nào xước xác các bác nhé. Hệ thống đèn chiếu sáng chính của thằng Cruze này sử dụng cho mình hệ thống đèn chiếu sáng halogen kết hợp với cả hệ thống đèn gầm đầy đủ quý anh chị bạn này. Hiện tại thì em nó mang biển tư nhân, biển của Hà Nội 30A27202, đăng kiểm dàn tận tháng 5 năm 2022 các bác nhé. Với mẫu Chevrolet Cruze này thì nó vẫn là xe tư nhân một chủ từ mới quý anh chị bạn này, hoàn toàn không có tí taxi dịch vụ gì. Đấy, thân vỏ bên ngoài của em nó này rất là bóng bẩy luôn. Đấy, hệ thống tay nắm cửa, những nẹp chân kính được đan xem một lớp mạ inox chống rất là ok. Đấy, bảo quản chống xước, chống va đập. La răng đúc nguyên bản theo xe. Hệ thống phanh của em này nó có phanh đĩa hai bánh trước kết hợp cả phanh ABS và túi khí an toàn các bác nhé. Đấy, vô lăng 4 chấu trông cực kỳ là cứng cáp luôn. Đấy, thân vỏ em nói em sẽ đi vòng cho các bác có thể tiện quan sát này. Những cái đường gân con xe các bác nó nổi rất đẹp, nó thẳng tắp luôn, không có chỗ nào hiện tượng gò, nó có hiện tượng gò nắn hay là nó bị cong vênh méo mó, co rúm phần tôn vỏ đó các bác nhé. Đấy. Hệ thống đèn chiếu sáng sau của nó cũng thế này, rất là ok, trong sáng hoàn toàn là không hiện tượng gì, nó còn vàng ố cả và chấp hơi nước. Em này nó có trang bị cho mình hệ thống 4 cái cảm biến lùi các bác nhá. 4 cái cảm biến lùi kết hợp cả đầy đủ hệ thống gọi là camera lùi. Với chiếc Chevrolet Cruze sử dụng cho mình động cơ 1.6 số sàn quý anh chị bạn nhá, 1.6 số sàn, nó cả có cả phiên bản số tự động nữa. Đấy. Cái bản cao nhất của nó thì nó cả số tự động và hệ thống gọi là cửa sổ nóc, em này nó bản số sàn thôi. Đấy. Thân vỏ bên ngoài mang nước sơn màu vàng đại cát đại lộc trông rất đẹp luôn. Đấy, bác làm cảm thấy chiếc xe này đúng chân, phù hợp với màu hợp mệnh với mình thì có thể nhanh tay nhấc máy alo liên hệ với em theo số điện thoại cũng như Zalo của em các bác nhé, 0389726738 ạ. Để em cung cấp thông tin hình ảnh góc cạnh về chiếc xe này cho quý chị bạn tiện tham khảo luôn. Và em báo giá luôn quý cho các bác là chiếc chiếc Chevrolet Cruze đời 2014 thì bên em đề xuất bán với giá chỉ có 279 triệu các bác nhé, 279 triệu cho mẫu xe Chevrolet Cruze một chủ thủ mới này. Xem một chiếc xe chuẩn gia đình không taxi vụ gì. Cái dòng Chevrolet Cruze nhìn form dáng nó rất đẹp luôn. Nó rất là trường xe và dài xe, chạy cực kỳ đầm chắc bởi vì nó sử dụng cho mình cái bản lốp gọi là R16 các bác ạ. R16 lốp rất to. Tổng thành thân vỏ bên ngoài của nó này trông đẹp nét căng luôn. Sơn xi dường như là không chỗ nào xước xác cả. Sơn zin đến tầm 90% các bác nhé. Sơn zin đến tầm 90%, tất cả hệ thống gọi là dè chắn bùn, phần cua lốp còn nguyên zin các bác. Nó còn nguyên zin, chưa có bị mất một hệ thống dè chắn bùn, chắn nhựa nào cả. Cho nên là hoàn toàn hệ thống tôn vỏ bên trong nó không có dấu hiệu gì mục mọt cả. Toàn bộ hệ thống gầm của chiếc xe mẫu xe ở Hà Nội các bác này, toàn bộ hệ thống gầm nó không có hiện tượng hàn, không hiện tượng hàn chắp vá hay là vá mọt gì các bác nhé. Từ cái cỏ vô tất cả mọi thứ rất là sáng và đẹp luôn, hoàn toàn không có dấu hiệu gì gọi là hàn gì mục mọt cả. Đấy, rất đẹp luôn, tuyệt vời luôn các bác nhé. Để trang bị cho mình đầy đủ hệ thống camera lùi, tất cả hệ thống kính chắn gió đều nguyên bản theo xe, dám kiểm tra phần keo chỉ của bác tiện quan sát này. Khoang nội thất em này bọc bộ ghế da trông rất là sáng luôn các bác nhé. Khoang nội thất được bọc lớp ghế da màu kem bơ. Đấy, trông rất là sáng luôn. Bên trên này nó tạo ô vuông, những cái ô vuông điểm nhấn điểm nhá trông rất đẹp luôn các bác nhé. Hệ thống vô lăng tích hợp phím khiển này. Đấy, tích hợp cho mình đầy đủ hệ thống túi khí an toàn trên phần phím còi. Đấy, vô lăng 4 chấu cực kỳ cứng cáp các bác nhé. Chiếc Chevrolet Cruze này nó sử dụng cho mình hộp số là hộp số sàn 5 cấp các bác nhé. Số sàn 5 cấp ạ. Có 5 số tiến là 1 số lùi. Tất cả hệ thống ở mặt táp ly của nó này có cả gương kính cụp xòe cũng như vân sần nổi rất đẹp luôn các bác nhé. Tích hợp cho mình đầy đủ hệ thống gọi là lên xuống kính chắn gió tất cả các cửa cũng như là hệ thống gương kính cụp xòe và gương kính chỉnh điện. Keo chỉ của nó đây, quan trọng nhất vẫn là phần keo chỉ của mẫu xe đã qua sử dụng các bác này. Keo chỉ của nó hoàn toàn nguyên zin, không có mất phần keo chỉ nào. Tất cả mọi thứ này đều còn trùng khớp với nhau từng ly từng tí một. Hay là những cái chấm sơn bảy màu của nhà máy còn nguyên zin các bác này, từ những cái bản lề, ốc bản lề này. Đấy, vuông hàm sắc cạnh nhá. Vuông hàn sắc cạnh không có chỗ nào bị động vết cờ lê ốc vít đâu cả, chưa có hiện tượng gò nắn gì về phần khung sườn cũng như cột kèo các bác nhé. Đấy, mặt phía sau bên táp ly bên cánh phía sau bên lái các bác này, toàn bộ hệ thống nhựa của nó đều còn nguyên zin nguyên bản theo xe. Đấy, hệ thống này bọc nhựa của nó này làm chút cách biệt để cho nó có điểm nhấn điểm nhá trong con xe, nó có phong cách hơn. Đấy, đấy những cái chấm sơn bảy màu nhà máy đó các bác này còn nguyên zin nguyên bản này. Đấy, hàng ghế sau của thằng Chevrolet Cruze nó cực kỳ rộng các bác nhé. Đấy, động cơ 1.6 thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó loanh quanh khoảng 6,5 lít 700 km ạ. Đấy, nó tiết kiệm với Lacity rất là nhiều luôn. Đấy, thương hiệu của Mỹ dòng Chevrolet Cruze các bác nhá, cực kỳ là khỏe khoắn, form dáng rất đẹp. Cái dòng này các bác mua về có thể chạy gia đình hoặc là đã đưa tới dịch vụ xe hoa đám cưới đám hỏi cực kỳ ok luôn các bác nhé.
Đấy, sàn lên lớp sàn da rồi, lớp ghế da, hàng ghế sọng thế tương đối đẹp, không có hiện tượng này gì gọi là nhàu rách cả. Đấy. trong phần option của dòng ấy tương đối nhiều. Đầu đài thì nó là đầu đài nguyên bản, có tích hợp cả hệ thống camera lùi cũng như là hệ thống điều hòa của nó, điều hòa cơ các bác nhá, điều hòa cơ. Đấy. Có rất nhiều phím khiển luôn, nhiều chức năng, sấy kính rồi sấy ghế tất cả thứ. Đấy, gió trong gió ngoài. Đấy, công tắc tổng tích hợp luôn trên phần mặt bảng táp lô này. Đầy đủ chức năng luôn các bác ơi, trông này. Đấy, màn hình chiếu hậu, gương chiếu hậu là màn hình điện tử các bác nhá. Lớp chân nỉ nguyên bản theo xe này, rất là sạch sẽ, hoàn toàn không hiện tượng gì gọi là nhàu rách cả. Về phần cốp của em này nó là cốp điện các bác nhá. Cốp treo led cruise nó là cốp điện ạ. Đấy. Đấy, cốp điện này nó có một phím bấm rất là nhỏ đây con này. Có phím bấm rất là nhỏ đây, các bác chỉ bấm vào đấy giữ một chút, khoảng 3 giây là cốp nó tự bật lên. Tất cả tôn ép phần cột này các bác, phần phía đuôi bên sau đường máng nước ạ. Hoàn toàn không có hiện tượng gì han nghỉ mục mọt hay là dấu hiệu gì gọi là gòn nắn cả. Đấy, toàn bộ hệ thống tôn của nó nguyên form nguyên bản theo xe này. Đấy, những cái dán nỉ phía sau, những cái tản ốp nỉ phía sau này còn trùng khớp với nhau một tí một, nó không bị lệch lạc xô lệch đi. Hệ thống keo chỉ của nó thì hoàn toàn zin các bác nhá. Như trên màn hình nhỏ bác thể quan sát luôn hệ thống keo chỉ nó đấy ạ. Đấy, nó còn nguyên form này, chưa bị mất phần keo chỉ nào, những lỗ kỹ thuật của nó có tròn vo vuông đét luôn. Đấy, keo chỉ của nó đẹp tuyệt vời. Còn về phần hộp cốp của nó này, cốp của dòng này rất là rộng luôn các bạn. Cốp dòng này rất là rộng luôn. Đấy. Cốp của nó đây hoàn toàn không có dấu hiệu gì gọi là mục mọt và hiện tượng tôn vỏ bị co rúm lại các bác nhé, rất là đẹp luôn, không có dấu hiệu va chạm đâm đụng như phần đít cả. Coi như phần lốp sơ cua đầy đủ, kích lốp đầy đủ. Đấy, những cái phần nỉ của nó này trùng khớp nhau từng tí một này. Bộ linh kiện phụ tùng nhỏ nhất của nó này, nó cũng chưa bị gọi là xô lệch sộc sạch gì cả. Đấy, cốp đóng vào đấy. Còn toàn bộ hệ thống gọi keo chỉ phía sau bên cạnh bên phụ của nó các bác này, phía sau bên phụ đây. Đấy, hệ thống nhựa của nó rất đẹp luôn, trông như mới, một xe gia đình cho nên dấu hiệu hao mòn nó xuống rất là ít luôn và rất là đều xe các bác nhé. Đấy, toàn bộ hệ thống keo chỉ của nó vẫn là quần nguyên zin này. Trông nó không mất phần keo chỉ nào. Đấy, máy số em này chạy cực kỳ đầm chắc. Đấy, chở 5 anh em thì ngồi chiếc xe này phải nói là chạy càng chở càng đủ tải thì xe chạy càng đập, nó không bị lượng xe và nó chắc. Chạy gầm bệ em này thì hoàn toàn không nghe tiếng động gì các bác nhé. Hệ thống cách âm nó rất là tốt luôn. Đấy, keo chỉ của nó đây. Đấy, hoàn toàn không mất phần keo chỉ nào. Em này thích hợp cho mình hệ thống một túi khiến toàn bên phần ghế phụ luôn các bác nhé. Toàn bộ hệ thống này. Nói chung là về đây màn hình của nó thì có một cổng nối USB, một cổng nối USB các bác nhé. Đấy. Toàn bộ hệ thống mặt táp lô của nó vân sần nổi rất đẹp luôn, một mẫu xe chuẩn gia đình luôn, tư nhân gia đình không taxi phụ gì. Giờ sẽ khởi động khoang động cơ em này các bác này, khởi động khoang động cơ em này lên này. Đấy. Khởi động khoang động cơ đồng vòng tua nó này. Đấy, nó chạy vòng xong rồi về từ đầu này, tất cả chức năng đều hoạt động rất là tốt luôn các bác nhé. Máy nổ rất là êm luôn, máy nổ rất là êm luôn, giống như máy xe đối diện đang nổ mà em hoàn toàn không nghe tiếng xe của em này luôn. Đấy, cửa giả đóng rất là chắc nịch, hệ thống vân sần mặt táp lô, ta phần thím còi rất đẹp này. Đấy, nó không dấu hiệu hao mòn rất là ít luôn. Đấy là 2014 các bác nhé. Đấy, khoang động cơ nó đây, máy nổ rất là êm luôn, thì thầm luôn, không một tiếng động lạ gì cả. Đăng kiểm thì dài tháng 5 năm 2023, sản xuất tận năm 2014, ra mặt máy rất là sáng các bác này, ra mặt máy rất là sáng này, tất cả những ốc đầu răng, phần đầu răng nó không co rúm những phần tôn vỏ này, khóa máy rất là mộc mạc, không hiện tượng gì dầu. Đây, ốc bản lề phần nắp cabo còn nguyên zin các bác này, tất cả hệ thống này keo chỉ của nó đây. Đấy, hoàn toàn là nguyên zin, không có mắc một phần keo chỉ nào cả, bao zin cả xe, phần keo chỉ của bác hoàn toàn yên tâm các bác nhé. Cam kết các bác là khi mua bán là xe không đâm đụng, không gặp nước và không tranh chấp bằng văn bản, bằng giấy tờ, cho nên là các bác cứ mà thoải mái mà gara đến hãng các bác nhé. Cái này phong máy nó rất là mộc mạc, nó rất là mộc mạc, chủ cũ ta mua về như nào thì em để nguyên như thế. Đấy. Xong rồi quay lên video cho các bác tiện tham khảo luôn. Đấy, giá rất hợp lý luôn, máy nổ rất êm các bác nhé, đầu xe rất cầu đuôi thì máy nổ rất êm luôn, và cái mức tiêu hao nhiên liệu nó không phải là quá ăn xăng, mức tiêu hao nhiên liệu nó khoảng là 6.5-7 lít rồi, loanh quanh như thế thôi. Một sự lựa chọn hoàn hảo, mẫu xe gia đình luôn các bác nhá. Màu và màu vàng cát rất đẹp, hệ thống đèn chiếu sáng chính của nó không hiện tượng chớp hay nước, rất đẹp luôn. Đấy, cửa tiền 279 triệu thôi là các bác phải cân đối mua mình mẫu Chrysler Cruze, một mẫu xe tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, không taxi phụ gì, động cơ 1.6 cực kỳ là khỏe khoắn, thương hiệu của Mỹ. Đấy, giá 279 triệu các bác nhá. Đấy, bác nào quan tâm mẫu xe này có thể nhanh tay nhấc máy alo liên hệ với em theo số điện thoại cũng như Zalo của em các bác nhá, 0389726738 ạ.
Và bác nào mà xem qua video của em lần đầu tiên thì cho em xin một lượt đăng ký cũng như là bật chuông thông báo để em liên tục cập nhật tất cả mẫu xe mới về trong ngày. Tại địa chỉ của em là chợ Tô Cú miền Bắc, km 47 Quang Trung, Hải Phòng. Vâng, một lần nữa cảm ơn toàn thể quý anh chị bạn đã xem video của em. Hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị bạn ở video sau ạ.